sichert den Frieden, spannt Stabilität und die Zusammenarbeit im südchinesischen Meer. Và Liên bang Đức chân thành cảm ơn sự hiện diện của đông đảo bạn bè quốc tế và bà con người Việt Nam trong cuộc biểu tình ngày hôm nay. Biển Đông luôn cuộn sóng, người Việt Nam khắp nơi trong và ngoài nước sôi sục. Dư luận của nhân dân các nước trong khu vực và tất cả những người yêu chuộng hòa bình, công lý trên thế giới bất bình theo dõi mọi diễn biến về hoạt động bất hợp pháp của Trung Quốc tại Biển Đông với một cảm xúc bị xúc phạm bởi các hành động bất chấp dư luận và coi thường luật pháp quốc tế của Trung Quốc ngày một leo thang và nguy hiểm trên Biển Đông. Trời mình cùng sáng tay.
mình cùng giang tay xin giữ núi. Hoheitsgebiet Vietnam auf dem Meer muss respektiert werden. Respekt.